tường nó chỉ tới cái chỗ cục kia thôi, còn xuống đây nữa nó không có xuống được. Mình để đi cho nó ngã nhà rồi đi chùa sao? Đúng rồi, đi bộ ra. Sao quá. Sao quá đi không nổi đâu, mình chỉ đi hầm thôi chứ đi chùa không chịu không nổi đâu. Được mà, kịp mà. Thoải mái đi. Sợ tối. Sợ phải... là đi thì kịp nhưng mà chút xíu mình chạy về khách sạn chờ thế cái mình ăn uống không được á. Ăn không kịp á. Ủa, khách sạn ăn gì ạ?